Hello, xin chào anh em nha. Chúc anh em một ngày đầu tuần thật là vui vẻ nhá. Hôm nay thì ra sự kiện là tầm bảo bí cảnh rồi anh em ơi. Họ ăn cà rốt nha. Thì mình sẽ chơi lên sự kiện này để xem được những cái gì nhá. Đầu tiên là vẫn phải đi follow những cái nhiệm vụ bí cảnh trong này cái đã. Chặt cây 500 lần thì phải đi luôn thôi, tự động nha. Làm luôn cái nhiệm vụ về vận may nữa anh em ạ. Thì nó cũng là hợp lý. Trong lúc chặt cây để mình xem còn nhiệm vụ gì không nha. Khiêu chiến pháp bảo đấu 5 lần à. Này cũng hơi căng thẳng đấy. Rồi, có một cái lần oánh thiên này cay thực sự luôn, lối vào không gian nó mở cái gì đấy. Giờ có thể hả? Liên server à? Oh my god. Cái gì đấy? Oánh đấu pháp liên server anh em ơi. Qua là cái gì đấy? Qua liên server tuần. Được đấy. Hợp lý. Ui, vãi cả bìu ạ. Nào mà top 6 đến 10. Hả? Liên server tuần được này thôi á? Holy shit. Thôi ít thế. Vãi cả trưởng. Làm mừng hột anh em ơi. Cay thế nhở? Ảo ma Canada thực sự luôn. Xếp hạng server điểm nhận được khi đấu pháp liên server. Ô, thế á? Ê, cơ chế đánh đấu pháp ảo ma Canada nhở? Thế thì khiêu chiến thử xem nào. 181 vạn. Ôi ôi, hài thế nhở. Thế này thì cũng có vẻ là hợp lý hơn, bởi vì trong cùng phân khúc gọi là mây tầng nào chơi với gió tầng đấy, anh em hiểu không? Tức là ví dụ như mình cùi bắp thì cũng gặp những anh em, nhiều anh em cùi bắp hơn là trong server của mình mà toàn những ông mạnh là mình sẽ không oánh được. À, cũng được, hợp lý này anh em này. Thế là có thêm quà cũng ổn áp đấy anh em ơi. Nhưng mà mình bị thiếu mất 4 cái lượt đánh đấu pháp nữa thì thôi, trong lúc chờ đợi đi chặt đào nhá, làm nhiệm vụ khác trước đã. Tầm bảo 3 lần đúng không? May quá nó có 4 lượt free thì tầm bảo 3 lần là trong tầm tay anh em nhá. Yeah, hai nè, ba nè, bốn nè. Rồi, không được cái pháp bảo nào cả anh em ơi. Chủ yếu là được cái nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ bí cảnh nhận luôn. Khiêu chiến dị thú xâm lược 3 lần. Cái này cũng khá là đơn giản, nhưng mà vì đổi bộ tinh quái một tí cho nó chất chơi người rồi. Với cả là mình cũng cần phải đổi lại một chút liên quan đến bộ thần thông. Hôm trước vừa đổi cái bộ thần thông để đi PK, thành ra là nó không được nhiều sát thương. Giờ mình phải đổi lại, ví dụ như cái nguyên thần xuất khiếu này thì mình phải đổi này. À, trong này có một cái ấn ký đúng không? Thế thì mình sẽ đổi thành một là cái chói thần đi. Ok, mà dù yêu lực giảm hơn nhưng chắc chắn là cái sát thương của mình gây ra sẽ là nhiều hơn nha. Nhưng mà phải nâng người lên level 25 cơ. Lên là 25 không? 21 này. 22, 3, 24, 25. Ok. Cường hóa sát thương đạo pháp. Trang bị luôn. Rồi, trên này thì mình cũng sẽ đổi thành cái á lực thuật. Xuất chiến này. 25 được không em ơi? Cố lên. 25. Yeah. Cường hóa sát thương bạo. Trang bị luôn. Tiếp tục dưới này thì mình để cái ba đầu sáu tay cũng được. Rồi, tạm thời như thế đã. Chiến thử xem nào. Dị thú xâm lược lượt đầu tiên em là có chống chịu được sát thương đến từ con dở hơi biết bơi này không. Rồi, hiệp thứ 4 này. Máu vẫn còn nhiều này. Hiệp thứ 5 cũng tương tự này. Ok. Ây à, 10 hiệp. Liệu có đủ HP để chống chịu không? 12 hiệp. Úi à. Úi à. Úi à. Vẫn đủ anh em ạ. Rồi, vẫn đủ để chống chịu anh em nhé. Ủa, sao thế là nào nhỉ? Ít thế. Rồi, để mình check. Ở đây là ủi liên kích có 138, bạo kích là 215. Với cả trong này của mình thì cái nó lại là đằng xa. Nó không có cái thanh long nữa anh em ạ. Cái thanh long của mình phải lấy thêm cái thanh long thôi. Hôm trước vừa oánh đi lấy lung tung bành ở trong cái phần huyết mạch đấy, thành ra là đi đánh nó bắt đầu giảm sát thương đấy. Dị thú xâm lược này. Tiếp tục múc nào. 5,13 ức à? Ủa ảo thế nhở? Con này nó trâu hơn hay sao nhở? 5,79 ức. Ok, 5,73 này. Rồi, 5,29 ức tiếp. Rồi, nhiệm vụ nữa đã được hoàn thành nha. Tiếp theo xem nào. Thu thập phúc địa tại bản thân của bản thân 10 lần à? Phúc địa của bản thân, phúc địa của bản thân. Ok. Ủa, làm mới cái đi. Rồi, x3 đúng không? 1 2 3 4 5 6 và 7. Ok la. Xong luôn. Tiếp tục. Thu thập vật phẩm của người khác tại phúc địa 10 lần đúng không? Cái này cũng đơn giản. Phúc địa. Thăm dò. Thăm dò. Ủa, mình đang lấy đâu nhỉ? Không có ta. Ây, lấy bừa một cái đào 2. Rồi. Thế là xong. Cũng easy. Đấy. Khiêu chiến đấu pháp 5 lần, chặt cây, chuẩn bị xong nhiệm vụ chặt cây nha. Không biết là đấu pháp của mình có thêm 2 cái nữa rồi, nhưng vẫn bị thiếu 2 lượt nữa cơ. Khiêu chiến đấu pháp này, chiến thôi. Tiếp tục nha. Úi rồi, cái này dễ quá nhỉ. Không biết là nó có nhiều lợi ích hơn hay không, nhưng mà đánh đấm này là cũng được. Xếp hạng bao nhiêu? 365.
Đây rồi. Đó, còn hai lượt đánh đấu pháp nữa thôi. Hai lượt đánh đấu pháp nữa thì cũng không được, mình vào chợ mình mua đây, hoạt động phúc lợi. Đấy, đầu tư 200 tiền ngọc anh em nhá. Đáng lẽ ra hôm qua mà chặt cây được thì ngon hơn, nhưng hôm qua mình bận quá. Hôm qua mình đi xem Minion. Minion 4 anh em ạ, hay. Nó kiểu nó không hài hước lắm như kiểu những phần trước, nhưng mà nó có cảm xúc hơn một tí. Đấy. Đấy, chỉ spoil cho anh em như thế thôi. Hết. Rồi. Nhận thêm cái nhiệm vụ nữa, xong. Gói tầm bảo này. Rồi, ba củ cà rốt nữa. Ok. Ui, mua luôn đi. Đầu tư vào đây luôn. Bởi vì mình vừa mới thấy có một cái gói quỹ gọi là tu vi mới xuất hiện. Nếu như cần thì mình chơi gói quỹ tu vi đấy. Cái gói quỹ tu vi đấy chỉ có 379k thôi, nhưng mà sở hữu được khá là nhiều tiên ngọc. Thì nếu như bí quá thì mình sẽ dí gói đấy anh em nhá. Bây giờ thì sẽ đi tầm bảo đi. Một. One hit không? Không. Rồi, có thêm một cái quay pháp bảo. Đây rồi, two hit. Lên. Tầng tiếp theo nha. Ai à, tầng này bắt đầu khoai này. Ai à. Vào cái này luôn thì ngon này. Wee wee wee. Trời ơi, sẵn sàng luôn anh em ơi. À đây. Phanh đi phanh. Nói phanh mình nhớ, hôm qua vừa đi bảo dưỡng xe hết 3 củ. Chán kinh khủng luôn, phanh thiếc dỉ giếc hết rồi. Má phanh mòn hết anh em ạ. Cồn kiếc là các thứ lõm hết rồi anh em luôn. Sợ thật, thế là phải thay mới hết. Mất 3 củ, 2.825.000. Gần 3 củ anh em. Sọt hết cả ruột. Phát nữa đây. Ây à. Ui giời ơi. Quay thế nhở. Nếu như chơi sự kiện này anh em nào mà phải nhân phẩm ấy, thì may ra là chúng ta mới có thể là chơi những cái mốc cao. Còn nếu không thì ối rồi lắm anh em, nhìn từ nãy đến giờ này mình không thể tin được cái nhân phẩm của mình luôn á. Khó quá, đánh cái là lên luôn. One hit không? One hit. Two hit này. Rồi. Tiếp theo. Lấy thôi. Tầng thứ 3 là cái gì? Có 100 đào luôn. Ê à, ngon này. 1 2 3 cay ấy nhỉ. 4 may quá. Rồi. Có thêm tí phần thưởng anh em ạ. Sạp bí cảnh này. Sạp bí cảnh thì cũng mộng đẹp, Thương Lan Châu, mộng đẹp. Rồi, hết rồi anh em ạ. Làm nhiệm vụ thì rõ là lâu, vào quánh cà rốt tí đã hết rồi. Chán thực sự luôn. Mà nhìn chung là nhận lại thì cũng không được bao nhiêu. Hơi cùi. Thôi thì đi vận may tí xem tình hình như thế nào nha. Hôm nay ngày cuối của cái vận may liên quan đến thần thông này. Đấy, mùng 8 tháng 7 này, 23 giờ 59 phút. Hình 10 luôn anh em nha. Cái gì đây? Wow! Anh em nhìn thấy gì chưa? Phê quá anh em ơi. Quá. Quá lô. Thế thì ngon rồi anh em ơi, mình sẽ lấy cái gặm nhấm linh hồn để xem là ngày mai ngày mốt khi mà mở ra cái tính năng yêu đồ ở trong này này, ngày thứ 33 là có thí luyện tinh túc như là mở ra tính năng phân thân, thì mình sẽ cùng nhau build phân thân với môn phái hút máu anh em nhá. Ui, phê, không thể tin được anh em ạ. Ảo ma Canada thực sự luôn, quá ngon nhá. Hẹn gặp lại anh em ở ngày thứ 33 nha.